Vitamin E đỏ của Nga uống sao mà không có tác dụng? Sao vitamin E đỏ hàng ngoại giá gì lại rẻ hơn cả hàng chợ? Còn cái loại vitamin E nào tốt hơn, cao cấp hơn cái dòng vitamin E đỏ của Nga hay không? Trên là một loạt những cái thắc mắc của rất là nhiều chị em, và em sẽ giải đáp trong cái video ngày hôm nay. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem. Tại sao ấy thì mọi người lại chê cái dòng vitamin E đỏ của Nga? Em xin được giải đáp. Thì đa phần mọi người dùng và chê cái dòng vitamin E đỏ của Nga, thì một số người thì không chê, không phản ánh, nhưng mà chỉ dùng một lần, không mua lại lần thứ hai. Phải chăng cái sản phẩm này nó hot không phải vì cái công dụng, mà vì cái tên của nó dễ gọi là vitamin E đỏ, hay là theo phong trào là nhiều người đặt, thấy giảm giá, giá rẻ thì nhiều người đặt và dùng. Thực tế thì bên em bán hàng và bên em đánh giá theo cái nhìn nhận thực tế mà đã tiếp xúc được với rất nhiều cái chị em đã sử dụng vitamin E, đặc biệt là vitamin E đỏ của Nga. Thì sản phẩm này thì nó không có nhiều công dụng như là quảng cáo. Đây là cái lọ vitamin E đỏ Mizola 270mg. Ngoài ra thì các chị nhìn ở trên màn hình thì có cái dòng vitamin E đỏ của Gentiva 400mg. Phải chăng thì cái vitamin E đỏ của Nga thì nó chỉ tốt ở trong cái thời gian đầu? Hiện tại thì bên Hoa Beauty là không bán bất kỳ cái dòng sản phẩm vitamin E đỏ nào của Nga nữa, mà đây là cái sản phẩm mà em review cho các chị biết thôi ạ. Có hai cái lý do được đề cập đến ở đây. Cái thứ nhất là cái sản phẩm chất lượng thực tế của nó không được tốt như là hãng quảng cáo. Cái thứ hai, sản phẩm này thì ở thị trường có xuất hiện hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Nên là nhiều khi hãng người ta hạ giá thành để họ hạ cái chất lượng sản phẩm đi để cạnh tranh lại giá so với những cái hàng giả, hàng nhái, vì là nhiều nơi họ bán rất là rẻ. Trên thị trường hiện nay thì có những cái loại vitamin E đỏ nào mà đang được chị em tìm kiếm, hay là những cái nhà bán hàng họ đang bày bán ở Việt Nam? Như đầu video thì em có nói thì vitamin E đỏ của Nga thì trên thị trường có hai hãng rất là phổ biến, đấy là Mizola và Gentiva. Đây là hai cái hãng khác nhau của Nga phân phối về cái dòng vitamin E đỏ. Về cái hãng Mizola thì nổi bật có cái dòng sản phẩm mà em đang cầm trên tay là 270mg. Thì vừa rồi là có cái dòng viên màu vàng nữa, nhưng mà hiện nay thì không có người sử dụng nên là ít người bán về cái dòng này. Còn về Gentiva thì có cái loại E đỏ 400mg, lọ thủy tinh, nắp màu trắng. Như trên màn hình thì các chị có thể để ý cái sản phẩm này. Và ưa chuộng nhất đấy là cái loại E đỏ 400mg. Hai cái sản phẩm Mizola và Gentiva được tìm kiếm khá là nhiều ở trên Google và trên các trang thương mại điện tử. Và trên Google thì mỗi tháng tìm kiếm về cái vitamin E đỏ của Nga này nó lên tới là vài nghìn lượt tìm kiếm. Và đa phần là tìm kiếm nhiều nhất ở các tỉnh, chứ là Hà Nội và Hồ Chí Minh thì các chị em ít tìm và sử dụng cái loại vitamin E này. Đây, các chị có thể thấy ở trên màn hình cái cụm từ là vitamin E đỏ của Nga, và trong 12 tháng qua được tìm kiếm rất là nhiều. Và được phân tích theo cái khu vực tìm kiếm thì nổi bật nhất là tìm kiếm ở khu vực Quảng Bình, Nam Định hay là Thái Nguyên, chứ tuyệt nhiên là không có ở Hà Nội hay là Sài Gòn. Vì thực tế là ở những cái thành phố trung ương hay là những nơi cao cấp thì là mọi người biết về cái vitamin E đỏ này nó không được tác dụng cao, nên là mọi người đều sử dụng những cái dòng sản phẩm chuẩn ao cao cấp khác, nên là không sử dụng cái dòng vitamin E đỏ này. Vậy thì còn trên những cái trang thương mại điện tử thì vitamin E đỏ của Nga được bày bán tràn lan với đầy đủ mức giá và cam kết khác nhau. Về cái sản phẩm vitamin E đỏ của Nga Mizola này thì được bày bán với giá khoảng độ 30.000 cho đến 150.000. Còn cái dòng vitamin E đỏ Gentiva thì lại bày bán với cái giá khoảng độ 180 cho đến 240. Thì giá cả rất là chênh lệch, đúng không ạ? Hiện nay thì cái dòng vitamin E đỏ này nó xuất hiện rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, viên cứng, dùng kém chất lượng. Nếu mà mọi người vẫn thích sử dụng thì em khuyên là mọi người hãy cẩn thận tìm đúng cái hàng chuẩn, hoặc là lựa chọn những cái nơi mà người ta bán hàng Nga chuyên về hàng nội địa của Nga lâu năm thì mình có thể là sử dụng. Nhiều chị thì có gọi điện đến tư vấn
là chưa biết dùng cái sản phẩm E nào thì có nên sử dụng cái vitamin E đỏ hay không. Có một số khách hàng thì đã mua phải hàng giả, hàng nhái, hoặc là dùng cái hàng thật nhưng mà sau một cái thời gian là không thấy tác dụng nên là các chị ngưng không sử dụng. Còn một số chị em tâm sự là thấy mọi người có nói về cái dòng E này rất là nhiều ở cơ quan, ở những cái nơi làm việc thì thấy mọi người chia sẻ về cái dòng vitamin E đỏ này nên là băn khoăn tìm hiểu mà cũng không biết tác dụng của nó đi đến đâu. Vì vậy thì trong cái video này thì em chia sẻ thật với các chị, nếu mà các chị quan tâm đến giá rẻ, nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến giá khoảng độ vài chục nghìn cho đến 100.000 một hộp thì chúng ta có thể lựa chọn cái dòng vitamin E đỏ Mizola này hay là Gentiva để sử dụng. Nhưng mà các chị lưu ý ấy, thì giá của nó rẻ và hàng của nó cũng không được chất lượng cao cấp lắm nên là các chị cũng đừng kỳ vọng nhiều vào cái chất lượng của nó mang lại để đẹp da mượt tóc, vì là tác dụng của nó sẽ không như là hãng người ta quảng cáo. Còn nếu mà các chị muốn cái dòng sản phẩm nó cao cấp, bổ sung sức khỏe thì không nên lựa chọn cái dòng vitamin E đỏ của Nga. Cũng nhiều người đã thích dùng mà băn khoăn là mua cái vitamin E đỏ này ở đâu. Thì vừa rồi thì em có chia sẻ với các chị về vitamin E đỏ của Nga, thì bên em thực tế là không bán bất kỳ cái dòng vitamin E đỏ nào của Nga nên là các chị thông cảm, nên là các chị cũng không hỏi cái dòng vitamin E đỏ này của Nga vì bên em không bán. Các chị là có thể là tìm mua những cái dòng sản phẩm này ở trên những trang thương mại điện tử hay là online, một số shop người ta có thể người ta bán, hoặc là nếu mà các chị có thời gian thì ra những cái khu chợ hoặc những cái cửa hàng tạp hóa, vì là đây là những cái dòng vitamin E bình dân nên là người ta bán ở kể cả những cái cửa hàng tạp hóa hay là những cái khu chợ ở xã, ở thị xã, ở quê, người ta cũng bán những cái dòng sản phẩm này. Và những cái shop cao cấp bán hàng chuẩn ao thì không ai người ta bán những dòng sản phẩm này vì rất là mất khách, vì tác dụng của nó không được tốt. Nếu mà cái dòng vitamin E đỏ của Nga thì không nên dùng. Vậy thì nên dùng cái dòng vitamin E nào để thay thế? Thì ở trên thị trường thì có rất là nhiều những cái nước phân phối như là Nhật, Hàn, Mỹ hay là Úc. Thì có hai cái nước mà em đánh giá cao cấp nhất, đấy là nước Úc và nước Mỹ. Trên tay em cầm đây là hai cái dòng sản phẩm của Blackmore và hãng Nature Made. Blackmore là thuộc thương hiệu của Úc và Nature Made là của Mỹ. Và đây là hai cái hãng mà được đánh giá cao nhất. Nhưng nếu để tốt vượt trội nhất thì em đánh giá cái dòng Blackmore vitamin E 1000 IU 670mg này. Về cái hàm lượng của Nature Made thì nó chỉ có là 180mg và 400IU. Còn Blackmore này thì nó lại lên đến 1000 IU và 670mg. Thì cái hàm lượng của nó khá là cao. Và đây là cái sản phẩm này được rất là nhiều chị em mua và sử dụng cái dòng này, và mua đi mua lại, mua cho người quen sử dụng rất là nhiều. Không tự nhiên ấy thì là mọi người đều thích cái sử dụng cái dòng sản phẩm vitamin E của Blackmore đó, vì nó có hai cái nguyên nhân mà em kể đến trong video hôm nay. Thì nguyên nhân thứ nhất đấy là cái hàm lượng của nó khá là cao, như các chị nhìn thấy là 670mg 1000IU, và nó được chiết xuất từ những cái thành phần thiên nhiên, nó tốt cho sức khỏe, hạn chế những cái cholesterol và hạn chế mỡ máu. Cái thứ hai là giá thành của nó khá là hợp lý. Cái hàm lượng của nó là 670mg, nó cao gần gấp đôi so với cái vitamin E của Nga Gentiva. Vậy mà cái giá của nó chỉ chênh lệch khoảng trên dưới 100.000 so với cái lọ vitamin E đó. Thế nên là mọi người có thấy là nó có phù hợp không ạ? Hàm lượng gấp đôi, giá thì cao hơn một chút mà chất lượng thì tốt hơn. Nên là nhiều chị em sau khi sử dụng cái vitamin E đỏ nó không tác dụng, quay sang sử dụng cái dòng sản phẩm này và đánh giá nó khá là tốt. Nhiều người băn khoăn là mua vitamin E của Nature Made hay là vitamin E của Blackmore này ở đâu. Thì cái dòng Nature Made này thì bên em chỉ lấy để làm review cho mọi người, chứ không phân phối cái dòng sản phẩm này. Bên em chỉ phân phối những dòng sản phẩm nào mà được nhiều người sử dụng và nhiều người đánh giá tốt nhất. Và đây là cái dòng sản phẩm vitamin E mà bên em đang phân phối. Trên tay em đang cầm đây là vitamin E của Blackmore, nhưng không phải là hai loại khác nhau mà cùng một loại nhưng mà mẫu mã khác nhau. Màu đỏ này là mẫu cũ và màu trắng này thì là mẫu mới. Đều có cái hàm lượng là 670mg. Đây các chị nhìn đấy, 670mg. Và trên cái hàm lượng của mẫu mới này họ cũng ghi là
670mg. Họ thay đổi mẫu mới để cho phù hợp với xu hướng, đẹp hơn và hơn nữa là chống lại hàng giả, hàng nhái. Người ta bắt kịp những cái mẫu cũ này, người ta ra cái sản phẩm nhái ảnh hưởng đến uy tín của hãng. Nên là các chị yên tâm về chất lượng mà hãng Blackmore này đang phân phối, đang bán ở ngoài thị trường. Ngoài cái dòng vitamin E này ra thì có những cái dòng sản phẩm như là vitamin C cũng của Blackmore. Cái hàm lượng của nó khá là cao, 1000mg, một hộp này là 62 viên. Hiện nay thì môi trường ô nhiễm, thức ăn hay độc hại nên là sử dụng vitamin C tăng sức đề kháng và thải độc rất là tốt. Nên là các chị cũng có thể tìm hiểu cái dòng sản phẩm này để bổ sung. Một số chị thì muốn đẹp da, mượt tóc thì có thể bổ sung thêm những cái dòng sản phẩm của Nature Way, cũng là hãng cao cấp của Úc. Đây là dạng collagen dạng nước, một trong những cái dòng sản phẩm bán chạy nhất ở thị trường hiện nay. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe video mà em chia sẻ. Hoaty mong rằng trong cái video ngày hôm nay đã giúp ích được cho mọi người phân biệt về cái vitamin E đỏ của Nga và lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm vitamin E cao cấp. Nếu mọi người cần tư vấn cụ thể hơn thì hãy liên hệ theo cái số điện thoại em để góc trái màn hình 0985229900, hoặc là mọi người có thể truy cập vào website là hoaty.vn, em để ở phần mô tả. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe video. Nếu mọi người cần tư vấn cụ thể thì hãy để lại comment, hoặc là mọi người ấn like và đăng ký kênh cập nhật những cái video mới nhất chia sẻ về những vấn đề về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.